ghế gì cũ. Giờ là cuối ngày rồi mọi người, cuối ngày rồi thì cái công việc mà xây mộ cũng đã tạm dừng để chờ cho cái mộ nó sẽ cứng nha, cái nền mộ này. Cái nền này nó sẽ cứng để ngày mai ngày mốt chắc là 2-3 ngày nữa thì sẽ lên cái khung ha. Lên cái bia với lại cái thân mộ ha. Thì đây chị Loan cũng đang ở cho tới thời điểm cuối ngày để dọn dẹp, trang hoàng lại cái bàn cúng ha, bàn thờ này. Để mai mốt khi mà làm việc thì người dân vẫn có thể đến đây để cúng kiến cho chú Vũ Linh ha. Đó chị Loan nè. Hai vợ chồng chị Loan đó. Đó, trời nắng quá trời nắng luôn mọi người. 3 giờ chiều. Nắng cháy da. Đó, đây là cái buổi cuối ngày rồi mọi người, trời rất là còn nắng. Nếu bảo vệ mấy tấm mình đó. Đi cho nó khô mới đó. Mình để lên đây. Em nghĩ chắc là phải 2 ngày. Ngày thứ 3 là gia đình lên rồi. Tiền nấu thôi ngày kia tiền phải xong rồi. À, chị Loan đang làm cho cái mộ nó chỉnh chu ở cái thời điểm này nhất có thể nha, để cho khi mà bà con tới cúng, tới gặp cố nghệ sĩ thì có cái bàn để mình đặt những cái nhang đèn này kia lên để tưởng nhớ tới cố nghệ sĩ ha mọi người. Đó, cái mộ là tới cuối ngày hôm nay là nó đã hoàn tất như vậy ha. Còn thiếu cái phần thân mộ với lại cái bia mộ ha, với cái mái nữa. Đó, chị Loan cũng cuối ngày để trở về Sài Gòn nha mọi người. Đó, cả gia đình thì tới thời điểm này còn có chị Loan ở lại. Mọi người thì đều có công việc bận về trước. Chị rất là tất bật hay đi tới đi lui. Đó. Đó, cái bàn thờ của chú Vũ Linh đã được hoàn tất trở lại để mọi người tới cúng viếng ha. Chị Loan mang nhang lại cúng. Quá tuyệt vời. Chị thay nhang mới cho chú Vũ Linh ha. Nhang còn đốt thì nó lâu hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đó rồi. Có mọi người hỏi chị chồng chị đâu thấy. Mới nào mới đây mà. Chị Lan đi về bà con ơi. Tới giờ rồi. Cảm ơn dạ. Chị Lan cảm ơn mọi người rồi ra xe đi về ha mọi người. Nắng quá nhà con, hơi nắng lắm luôn á. Con lấy cái nón gì đồ vô, nắng quá trời lắm. Chị kiếm xe à? Xe nào? Trời ơi. Quá tuyệt vời của chú anh chị à. Chị đang gọi cho anh tài xế đưa xe đi đâu. Lòng của em à. Có khi nào mà anh tài xế anh bỏ chị Loan ở đây không ta? Chuyện đó chắc không có đâu. Không bỏ đâu. Không thấy tài xế luôn rồi, cô chú anh chị bây giờ đang tìm tài xế nè, không có tài xế đây luôn. Ông chồng chạy cho bên ông rồi. Anh gọi bên đây anh. À rồi, bên kia là chồng của chị Lan đang đi viếng các nghệ sĩ, đang đi thắp nhang cho tất cả các người nghệ sĩ xung quanh ở đây. Đi lâu ở lâu quá, tài xế chờ lâu quá, chị chỉ chở thủ rồi. Dây dây bắt cái tiền. Cảm ơn em. Lộc của cậu, lộc của ba chị đó. Rồi giờ không có tài xế nhưng có anh Hải kìa. Thật tình mà nói là chị Loan ở lại cho đến sau khi mà làm xong cái phần lễ chị Loan mới ra về nha con chú anh chị. Và thắp một nén nhang cho thầy Năm nữa. Quá tuyệt vời cô chú anh chị ơi. Chị chị làm xong. Chị có biết ngày nào là sẽ lắp lên cái phần bia lên không? Bây giờ cái độ ta đang làm thì đang làm. Đợi xi măng khô là ta lắp. Ta sẽ thông báo cho. Khô, khô ngày ngày bắt đầu cái cấp kia lần rồi làm thêm khô tiếp. Cái khách từ mới xong phải là tùy vào thời tiết, nếu như trời mưa thì nó sẽ lâu khô, nắng thì sẽ mau khô. Bây giờ mấy anh em mình cầu không có đó thì lên rồi xi măng khô là sẽ gáp được rồi, tại vì đã đợi xi măng khô thôi chứ mấy cái phần kia thì đã hoàn thành rồi. Giờ chỉ đợi xi măng khô mới gáp được. Thì ông Loan sẽ lên đây thường xuyên mà cả nhà cứ yên tâm nha. Thì khi nào hoàn thành hết mới dạng quá tuyệt vời đây. Thì bây giờ hiện tại bây giờ tài xế của chị Loan bị mất tích rồi cô chú anh chị ơi. Cả nhà cứ tưởng là ổng đi đâu. Nắng quá ông đi đâu. Chúc chị mà với mấy anh nhiều sức khỏe nha. Dạ vậy chị trai sẽ về hả? Chị nào cũng tình Loan luôn, hai chị Loan gặp nhau. Tạm biệt anh Loan. Anh Loan về chung luôn đi chị. Anh Loan lên xe luôn. Chị có xe chú mà. Rồi bây giờ chị Loan về rồi nha cả nhà. Chồng chị ở đây giống có nhạc quá. Đó thì bản quyền đó mà. Anh Loan nhà của chú anh chị. Rồi bây giờ thì hai chị. Thôi. Anh về. Chào anh nhé.